Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ giải đáp cho các bạn một cái thắc mắc, đó là làm thế nào để chúng ta có thể xóa một ai đó đã là hai trang fanpage của chúng ta. Thì tôi tin chắc rằng bạn đã từng gặp phải những cái tình huống như là những cái nick ảo, những cái người mà không phải là đối tượng khách hàng, những cái người không phù hợp với sản phẩm dịch vụ của bạn cũng like cái trang fanpage của bạn. Thì làm thế nào để chúng ta có thể xóa những cái người này đi, những cái người đã thích trang của chúng ta đấy, làm thế nào để chúng ta có thể xóa những cái người này khỏi cái danh sách đã thích? Thì xin mời bạn cùng với tôi bước vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì bước đầu tiên, chúng ta cần phải đăng nhập vào cái tài khoản Facebook của chúng ta và chúng ta click vào cái trang mà chúng ta quản lý. Ok, trang này chúng ta phải có quyền là quản trị viên nha các bạn. Ok, và bước tiếp theo này chúng ta sẽ click vô cái tab cài đặt này. Rồi các bạn di chuột xuống cái phần là người và trang khác, được không ạ? Người và trang khác. Rồi bước tiếp theo, ở đây sẽ hiện diện những cái danh sách như là những người thích trang này, những người theo dõi trang này, những trang thích trang này, hoặc là người và trang bị cấm. Thì ở đây chúng ta sẽ mặc định được đưa đến cái danh sách là những người thích trang này. Và nếu như các bạn biết được những cái người mà không phù hợp với sản phẩm dịch vụ, không đúng cái tệp khách hàng của chúng ta, hoặc là những cái nick ảo chẳng hạn, thì chúng ta click vào đây và chúng ta đưa chuột tới cái phần bánh răng này này, và chúng ta xóa khỏi được thích trang. Bởi vì fanpage là một cái cộng đồng, đúng không ạ, công khai trên mạng, thì chúng ta xóa thì họ vẫn có thể thích lại được. Còn nếu như chúng ta không muốn họ thích nữa thì chúng ta có thể cấm khỏi trang luôn, đúng không ạ? Đó là cách rất là đơn giản. Và tôi nhắc lại một lần nữa, được không ạ? Các bạn đăng nhập vào trang Facebook của bạn, rồi các bạn di chuột tới cái trang mà các bạn có quyền quản trị viên, và các bạn muốn xóa một ai đó khỏi cái danh sách đã thích, và các bạn di chuột tới cái phần cài đặt. Rồi bước tiếp theo, các bạn hãy click vào trong cái tab là người và trang khác, và chúng ta sẽ click vào những cái người mà chúng ta muốn xóa, đúng không ạ? Có thể xóa hoặc là cấm. Xóa thì họ vẫn có thể thích, còn cấm thì họ không thể thích lại được nữa, được không ạ? Như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn xong cái chủ đề của video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau của tôi. Chúc các bạn thành công.